Và tiếp theo, đây là một cái sản phẩm mà rất là nhiều chị em, từ cái những người bị mụn, những người bị sạm, những người bị lão hóa, phải tẩy trang, phải tẩy tế bào chết, hai cái bước quan trọng cực kỳ luôn, phải làm nếu muốn có một làn da đẹp, nếu mình muốn là da của mình nó không bị mụn, không bị ứng, và đặc biệt là muốn làn da của mình dưỡng da nó thẩm thấu, thì không thể thiếu hai cái sản phẩm này nha các bạn. Thật ra là hai sản phẩm này nó không có mắc các bạn ơi. Một tiếp như thế này nó có bao nhiêu, một tiếp như thế này nó có 800 mấy chục ngàn, mà các bạn xài mấy tháng trời nó mới hết, rất là tiết kiệm luôn. Mà nó giúp rất là quan trọng, nó giúp cho cái da của các bạn, nó giúp cho cái da của bạn ghê gớm lắm. Nó không có phải là đơn giản giống như những cái dầu tẩy trang hoặc là cái tẩy tế bào chết khác bình thông thường đâu các bạn coi nè. Cái tẩy tế bào chết này của thương hiệu Chonami á được làm từ cái bột tơ tằm, nên nó sẽ cuốn đi hết cái lớp bụi bẩn cho cái làn da của các bạn, ở trong cái làn da các bạn mà một cách rất nhẹ nhàng, và các bạn sẽ không bao giờ bị cái tình trạng như là các bạn sẽ không bao giờ bị cái tình trạng á hả, mà các bạn tẩy tế bào chết rồi da các bạn rách rạc đâu, không có cái chuyện đó. Trời ơi, rất là nhiều cái sản phẩm mà tẩy xong là cái da nó rác dữ lắm, rác luôn á. Cái đó là cái tuyệt đối là phải như vậy đó. Đó, những cái tẩy tế bào chết khác nha, nó rác rạc luôn, nó có những cái hạt cát, mà nó có những cái hạt cát mà nhân tạo mọi người. Trời, nó bỏ vô hả, để nó để cho mình có cảm giác thôi, mình có cảm giác được làm sạch. Tuy nhiên là cái đó là chỉ là cảm giác thôi, nhưng mà cái sự thật nó sẽ không có sạch. Tại vì biết sao, khi mà mọi người tẩy rác á, mọi người phải làm lẹ, làm nhanh 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 để đi rửa, trời ơi, rác quá phải đi rửa thì làm sao mà sạch được. Còn cái tẩy tế bào chết này được làm từ bột tơ tằm và những cái hạt li ti màu cam ở trong này á, vàng vàng cam cam, đó là những hạt vitamin, những hạt vitamin C. Khi mà các bạn tẩy ma sát vô cho cái mặt mình vậy nè, là những hạt nó vỡ ra, nó làm cho làn da của mình sáng lên và căng bóng. Một chút nữa khi mình tẩy trang xong mình rửa mặt cho các bạn coi là các bạn sẽ thấy cái làn da của mình nó căng bóng như thế nào.